Tối nay 22 tháng 9, lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đã thăm và động viên tinh thần đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASEAN 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn báo cáo rằng tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng không thể tham gia buổi tập vì đang cách ly do mắt đỏ. Phan Tuấn Tài, một cầu thủ quan trọng khác, cũng chưa hoàn toàn bình phục từ chấn thương ở gót chân và có thể vắng mặt trong trận gặp U23 Ả Rập Xê Út. Cả hai cầu thủ này đã có những đóng góp quan trọng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và việc thiếu họ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của đội tuyển. Trong khi đó, trung vệ Nguyễn Đức Anh cũng không sẵn sàng tham dự trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út vì án treo giò. U23 Việt Nam hiện đang xếp thứ 3 tại bảng B và cần thắng U23 Ả Rập Xê Út để tiến vào vòng tiếp theo.